Ôi đúng, cái cánh kìa. Ui quá trời. Ủa, nó bự. Cái chi vậy? Chi vậy? Wow. Ủa, cái cánh kìa coi nè. Ui ui nó bự. Vàng tươi luôn nè. Trời luôn. Ồ, cá chê nè, con rùa nó vàng. Được con cá chê vàng nữa, được lòng cái chú anh chị ơi. Rồi mới tính chào khán giả và chào cả nhà nha. Chào các bạn luôn. Mình bữa nay mình đi ra sông câu cá nha. Bữa nay mình đi câu cá ở ngoài sông này. Mình chào các bạn. Các bạn và cô chú anh chị nha. Nhớ cho mình một like, một lượt chia sẻ, một lượt đăng ký nha. Bữa nay mình đi hai vợ chồng á. Rồi mình đi câu. Vậy nha, nay mình câu cá, còn mình phải chung câu cá nữa, còn dưới nè cô chú anh chị, cá gì đây? Ô, cá gôm, cá gôm chú anh chị, còn cá gôm, gì đây? Ồ, con nó dính nè, cô chú anh chị. Rô mè, được một con cá rô mè. Mình thấy cho nó để thôi, nó ấy móc nồi trùng của chú anh chị nha. Trùng mày kêu trùng sắt đấy chứ nha. Trời bữa nay không có mưa, mưa không? Không. Như tối chuyện kìa. Tối trời yên tĩnh, không có mưa. Dưới này các bạn kéo ra, gọi ra, mình gọi ra, gọi ra, điện thoại cho tối chuyện thì gọi đèn sáng. Cá chê cơ, cá chín vậy. Wow. Chị trắng nha. Không, chị trắng. Trắng. Wow. Chị trắng, cá chín vậy. Thành quả, thành quả. Trong đợi. Chê, vô cá chín chê bự nè. Sao? Bự với chú anh chị. Cũng bỏ vô cho nó an toàn chứ chị, để làm anh chích ra có vui không tìm được con cá tre và để cho nó giữ vững tính chơi bằng một trận hoa. Nãy giờ tưởng thích thu rồi chứ ai ngờ ông trời cũng cũng thương cho dính nha. Tôi cũng kìa, mình móc qua mà tưởng là thu rồi chứ bé thấy sợ không chú anh chị ơi? Đây chú anh chị ơi, cả nhà ơi. Một cái dính nè cả nhà, còn bự hơn nhỏ rồi, biết thấy nó kéo kéo đây. Ý, cá gô bữa nay cá gô cũng bộn của chú anh chị nha. Cá gô này còn đâm lưỡi vô không. Nước lưỡi nữa rồi. Ồ mà nó phải nước lưỡi của chú vậy. Nước lưỡi này tới gọng nó không sống. Vô. Bữa này cá gô cũng hơi bộ á. Chị có chuyện gì ạ? Đi thăm chú chim chị ơi. Trời bữa nay hơi có mưa.
Ngon ngon. Con cua còn nãy đâu nha. Đúng rồi, bằng con nãy. Tôi xuống chị. Đã không? Ngon lành ha, chị trắng nha. Bữa nay là chị trắng nha. Bữa mấy bữa trước đi câu thì chị vàng. Bữa nay chị trắng nè, chị xuống chị. Mở vô. Mở vô cho ăn trò. Hai con nó chị trắng. Ngon ngon. Bình nó kéo à, con nhớ vậy nó kéo à, kéo tới lọt câu cái lưỡi à, con này ngon, con này ngon, con này ngon, tưởng thất thu rồi chứ, rồi đèn nó bát luôn cái chú chị ơi, chắc không rồi, nó có đường luôn rồi. Chị ơi, chị cũng có vấn đề rồi. Chị mệt quá anh, còn cái chai gì đây? Trời lớn rồi. Trời ơi, sao cô? Cô mệt. Tôi thì không bự mấy nhưng mà cũng được. Tôi bị nước lụt, nước lũi lưỡi nước lưỡi chua mang à. Cái chim các bạn ơi, chim hơi nhỏ trắng, chim trắng. Gì nhỏ hơn mấy con kia nè cô chú anh chị. Kéo tới dĩ nhỏ nhỏ ý mà đúng không? Nhỏ nhỏ bự bự cô chú anh chị để nó nhỏ hơn mấy con mấy con kia. Đi đi cứ chị kia. Đi cứ chim kia. Đúng là cứ chim kia. Nó bắt động rồi. Đúng 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 ghê 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 cái cỏ đó nữa là nó tròn vui luôn mập lắm rồi vui có bụng nó có tiếng chị trời trời nó ăn cái gì vậy ăn gì mà nó mập dữ vậy nè ăn cua con nãy không tiếng chị ơi đó chị trắng nữa ba con trắng hết ngon lành ngon lành úi sợ vô mánh
Món này chị kia. Rồi món này cho nhà. Ok ok. Món này tu mà vô mánh ra cái chị kia. Câu màu chuồng mình thấy nó làm cho nó nó kéo dữ, kéo quá trời luôn. Đi tôi tiên chị à, đi ở đây tôi cứu nhiều quá. Trên thì ôi dữ tôi tiên chị à, thế này nó dữ quá trời tôi tiên chị à. Ui quá trời. Ủa nó bự. Cái gì vậy? Gì vậy? Wow. Ủa cái tiếng trẻ bà. Ui ui nó bự. Dạng tư luôn nè. Ôi trời. Ừ. Đã luôn. Trời trời quá nè. Quá trời luôn. Ủa cái chê nè. Con rùa nó vàng. Được con cái chê vàng nữa. Hoặc cái chú anh chị ơi. Nè, thì kinh khủng luôn. Mày đã chơi đồng á mà nó bự như vậy là bự nó có chứng chuyện á. Quá trời. Sướng sướng cho nó vô lòng đi. Đã. Quá cục quá. Tay cắn bị đứt rồi, đụng cái nó cắn, cái con bó lại, rồi trả nè, cái mồm ho, nó cái tới ai câu luôn nè, dạ, cái mặt lắm, đi thôi cứ chân chịu. Cái nhà để xem còn này như thế nào. Ủa dính này trên kìa, tao dính này sao sao đây có cái gì. Ừ, cái gô cái gô bằng nãy nè, cái gô này này chú chị cá nào cũng là cá chú chị. Cái gô cái nhà phải gì. Dạ. 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 Mấy cần cái tay này nó bị thương rồi, nó không có học trường nó không mất đi được chứ vậy. Mà nói tới rồi tổng kết thăm tầng cuối cho chính trị rồi tới rồi tôi mình tổng kết là đang được đi xem đứng nhẹ đứng cá vậy. Ô cá chê cá cá gô gô ba con cá gô chính trị con lành rồi tới rồi mình về nhà mình tổng kết cho cho cô chú anh chị xem. Một cái gô này nó gì đó một cái cho cái gì xem mình còn thăm giấc khuya nữa chú chị sáng
Tưởng di dạ tưởng đã về tới nhà của anh chị, tưởng tổng kết cho các bạn xem nha, về đổ ra cho các bạn xem nha. Về tới nhà đổ ra cho các bạn xem, cái gì thì nó hơi khó đổ này, hơi dính ngạnh. Hơi dính ngạnh của chú anh chị. Dính ngạnh sợ. Quá trời nó dính ngạnh, quá trời cá. Nó tới được 5 con rồi. Mà cái ngạnh nó dính quá. Bẻ ngạnh nó rồi em. Bẻ thêm con nhỏ nữa. Con ngạnh nó dính nha cô chú anh chị. Được như đây cô chú anh chị nha. Mình thăm hai lần nha. Hai lần được như đây. Con cá chê là vừa nhất nè. Mình được 2, 4, 5 con. Với mấy con cá gô luôn. Tấn cũng kết thúc video tại đây. Nhớ đăng ký kênh và chia sẻ cho Tấn nha. Xin hết.